Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt cách tốt nghiệp cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2. Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nêu rõ, Đồng Tháp đang thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang diễn biến phức tạp. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và tập trung mọi nguồn lực để dập dịch. Căn cứ vào tình hình thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đồng ý cho đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tất cả thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Đồng Tháp. Theo số liệu thống kê, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2, Đồng Tháp có 4.684 thí sinh đủ điều kiện dự thi trong đợt này. Cập nhật về số ca mắc COVID trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền, từ 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7 đến 12 giờ ngày 27 tháng 7, Đồng Tháp ghi nhận 153 ca mắc mới. Như vậy, tính từ ngày 24 tháng 6 đến nay, Đồng Tháp đã ghi nhận 2.399 ca. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.